Không sao. Tôi thấy khóc rồi. Hân mặc áo vô con. Không sao. Nó biết khóc đau, chứ sao nó khóc đau. Ok. Nè, nói chưa? Chịu nổi không? Hỏi má mày chịu nổi không? Không. Sao hai cha con giống nhau vậy? Oh my, 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 my. Má mày chịu đâu có nổi đâu. Sư tôi xin hết khóc rồi, hết chưa? Hết rồi. À! Mommy!